tình yêu của các bạn là xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. Ông thầy. Rất quất, rất quất. Ngồi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Có hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm. Cái là nói lên mà má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn hả? Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Chào anh chị, em tên là Vũ Quân Hải, năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Rồi còn em. Dạ, em xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ. Tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. À, ông thầy. Rất quất. Rất quất luôn á. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, bắt đầu là mai mối á. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau nhưng mà đó. Hai gia đình đều biết nhau nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình. Thì lúc đó cũng 29-30 tuổi thấy chưa thấy dục dịch thì cũng lo quá. Thế là cũng... Bắt lấy vợ. Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? À, dạ không bắt lấy chồng nhưng mà thấy ảnh được quá tại gia đình nề nếp này nọ cái bắt em là phải lấy anh đó là mai kêu em là cứ tiến tới đi mặc dù em không biết ảnh là ai xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á cho ảnh số điện thoại em mà ảnh không có điện thoại ảnh không có liên lạc gì hết trơn á đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu gì dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều nhưng mà em chưa suy nghĩ là gia đình đâu nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm anh làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình xong rồi cái em rất là khó chịu em rất là ghét phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi mà vấn đề là em có chết với ảnh không dạ cũng có khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh này cao to mà cái gu của em là cao to là được rồi không cần phải là đẹp trai hết. Chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm. Chung dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền. Tức tử luôn đúng không? Đi xét ai tình luôn đúng không? Dạ. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói. Còn bà gặp nó chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau cái là hối thúc. Sao rồi ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau. Quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm. Trong thời gian tìm hiểu thôi. Nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá. Chưa thực tế mà gia đình coi như là xong rồi, coi như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng phải như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, vài tháng sau. Rồi, sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động. Nói chung là con trai được đà lên tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Có hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm. Cái là nói lên bảo má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á. Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố. Sao tụi em không lố theo ta? Mà tụi em để chị 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hôn đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không, tại anh chị biết sao? Tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước tới tháng 4 mới, là đăng ký trước chị? Mới có đêm tân hôn. Đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính đi họp lớp cơ. Vậy không cho đi. Khổ với lúc đó là mùng 3 Tết chứ chị. Trời. Thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà đúng là thoải mái nhưng cũng không đó là không chỉ như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi mình kiểu như thử á cũng sợ có bầu tại vì 4 tháng sau mới cưới đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không dạ cũng có hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ nhắn tin bình thường thôi không biết em bị sao em cứ nóng lên cái em nói qua nói lại cái em nói thôi chia tay đi cái em nói giỡn thôi hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với cái người khác giới nữa tại vì mình ích kỷ mà mình mới đăng ký kết hôn mà cái xong ảnh kêu là chia tay cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm nó nhắn tin rồi nó nhắn tùm lum nó nói đủ các kiểu ấy nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm cái là hồi nữa rồi tùm lum lên cuối cùng làm em bực mình hù em chia tay cái kiểu em bực quá em bực quá 7 giờ chia tay 8 giờ là bình thường có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá cái là mình cũng có mủi lòng luôn cái là hồi nữa rồi lại thôi xong rồi hồi nữa xíu về
cô ta đăng lên Facebook lên mà xém nó mất cả bầu trời, em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó, có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến mình nhanh quá không? Em đã xác định là về làm đám hỏi nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép cưới nhau trong năm, cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Em ngay cái lúc đó là tiệc xong rồi cái là quay qua nói bà định ngày cưới là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi thế như, này như thì kiểu kia. là bị gài á. Người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời nó. Một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi. Lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những cái lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện không à. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói ví dụ như là không nói chuyện một ngày gì đi á thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu đó rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì em thoải mái rồi, về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không? Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hạnh nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á? Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á hả? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích căng nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích thoải mái, thích bừa bộn. Em thì đúng là cũng nói đúng là không là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó. Vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ là em mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Và tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm? Bà sắp bạc, đòi hỏi những cái chuyện. Thôi, giờ có tiền không mang gà thì không tặng. Nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông ấy. Cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em, nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì đúng thời điểm đó. Thôi đúng thời điểm thôi em thấy không, em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm. Mình đã có lòng là sẽ có cách thôi, nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy, đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á có người nghe. Có một em nay ngồi dạ anh trời ơi anh hay quá, anh giỏi quá rồi này cái nọ đó, mà mình quên đi, mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành, tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào. Làm sao mà để cổ phải la lên ôi má ơi con chết đó, ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên Sau chương trình này anh muốn là muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn. Và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt, ngại gì một cái nụ hôn. Ôi má ơi,
rồi, ôi ôi, chết mất. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em ha, cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha. Và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Dạ, rồi cảm ơn chị. Chào chị Vân, chào anh Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Diễm Hiền, năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang là giám sát bộ phận buồng phòng của khách sạn. Dạ, em tên là Nguyễn Võ, em đang là nhân viên của một khách sạn. Nguyễn Võ. Em năm nay 30 tuổi ạ. Bố tụi em đều là làm chung ngành khách sạn. Dạ, dạ tụi em gặp nhau tại vì làm chung ngành. Cũng gặp nhau khách sạn. Dạ, dạ đúng rồi. Gặp nhau ở khách sạn. Yêu nhau tại khách sạn. Nhưng mà đám cưới ở tại nhà. Đám cưới ở nhà hàng chứ không có đám cưới ở khách sạn được. Rồi. Võ và Hiền gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Dạ thì như tụi em cũng giới thiệu thì tụi em lần đầu tiên gặp nhau là ở khách sạn. Dạ, và cách đây khoảng 6 năm thì phải. 6 năm à? Dạ. Lúc đó thì Hiền là bên bộ phận nào? Dạ cũng là bộ phận buồng phòng luôn anh. Ừ. Dạ thì chồng em nhoi nhất trong cái nhóm đó. Nhoi nhất. Dạ, nói chung là vừa lanh mà vừa nhiều chuyện. Nói chung là gái bu theo nhiều lắm. À. Cái xóm nào mà đông đông mà nhiều nhiều nhoi nhoi là có ổng trong đó. À, dạ. Nhoi là có. Dạ. Mà em thích không? Em thích cái mẫu này không nhờ vậy? Dạ không, em chỉ thích mẫu đàn ông con trai điềm đạm, ít nói thôi. Tại vì tính em cũng không có thích nói nhiều. Ừ. Dạ. Còn Võ thì sao? Lúc đầu thì em không ấn tượng lắm. Tại vì xung quanh em cũng có khá nhiều bạn. Ừ. Là nữ mà cũng dễ thương. Nhưng mà sau một vài ngày thì em lại ấn tượng với lại vợ em nhất. Tại vì vợ em là người duy nhất trong cả bộ phận đó là không bị em tác động. Không màng đến em đúng không? Dạ, coi em giống như là một cái gì đó. Vô hình đó. Tại vì em ghét con trai nhiều chuyện lắm. Mà anh này ảnh rất là ba hoa. Mà mình hay nói là nổ. Dạ. Rồi nói chuyện vậy mà đi dạ. Buông bom hả trời. Chém gió. Em chém gió chứ không có nổ. Dạ. Chém gió thôi. Dạ. Rồi anh ấy đã chinh phục cô ấy bằng cách nào? À để em kể cho. À đó. Đúng ngành của ảnh. Ảnh kể đi ảnh. Dạ. Ban đầu là em nói chuyện với vợ em thì vợ em cũng không để ý lắm. Xong rồi cái em kể mấy cái chuyện hài hài vui vui cho vợ em nghe. Thì vô tình có một hôm em kể cho một câu chuyện nghe là biết xạo rồi nhưng mà vợ em lại là người duy nhất tin. Câu chuyện gì vậy? Em kể là nhà em lúc đó là em có nuôi một con két. Rồi em dạy cho nó nói chuyện. Xong rồi em với con két cãi nhau 3 ngày 3 đêm két cãi lại em nó chết. Không ai tin hết có mình vợ em tin. Hiểu hiểu hiểu. Có nghĩa là bạn này mà khi bạn nghe chuyện đó bạn tưởng tượng bạn là con két. Bạn mới tin liền cái chuyện đó là có thiệt. Dạ. Sau ảnh kể xong rồi em cũng ngồi em gật đầu em cũng vậy ha anh. Cái sau hồi cái ảnh mới phá lên ảnh cười cái anh ơi. Ủa bộ nãy giờ anh kể em tin thiệt hả? Rồi em nói anh tin đâu? Dạ thì em tin thì em nói em tin thôi. Lúc đó em cười sảng khoái không? Dạ không, lúc đó em nghĩ chết rồi mình lỡ lừa lộn người rồi. Lừa lộn người. Em không nghĩ là có một cái người lại tin cái chuyện mà nó vớ vẩn tới như vậy. Em kể xong rồi vợ em tròn xoe mắt lên hỏi ủa con két chết thiệt hả anh rồi sao? Rồi xong rồi lúc đó em thấy tội nghiệp quá mới nói không chuyện đó là nó xạo nó không có đâu. Ủa nhưng mà ảnh có thường xuyên ảnh kể với câu chuyện mà nó gần gần theo cái giống dạ, dụng két. Dạ, dạ cũng có tại vì ảnh thấy em rất là ít cười ít nói chuyện. Cho nên là nhiều khi ảnh cũng hay kể chuyện, gợi chuyện vậy đó để cho mình cười, cho mình vui vậy thôi. Dạ có phải chính vì những cái lần mà mình cười vui trên những câu chuyện của ảnh mà từ từ em yêu ảnh không? Dạ cũng có, tại vì nhiều khi buồn mà gặp ảnh là không thể nào mà buồn được. Rồi vậy chắc lúc mà tụi em yêu nhau vậy chắc không có cãi nhau đâu ha? Dạ thì... Tại vì em vui quá mà em lúc nào cũng đoán ý được. Cũng làm điều vui cho bạn gái mà. Dạ cũng có cãi nhau tại vì thường là em làm vui mà em làm vui quá lố cho nên vợ em không thích lắm. Tụi em có hay bao giờ mà cãi nhau rồi dẫn đến cái chuyện là chia tay nhau? Hai năm đầu khi mà quen thì có thường xuyên. Và mỗi lần mà cãi nhau như vậy là ông này đòi chia tay. Hả? Là em hả vợ? Dạ. Cứ mỗi lần mà cãi nhau một cái là thôi không có yêu gì nữa chứ chia tay đi, chia tay đuối lý hả? Tức là đuối lý rồi đòi chia tay gì? Dạ tại vì em á mỗi lần mà em cãi là em cãi cho tới cùng luôn, khi nào em đúng thì thôi. Ừ. Còn anh này á thì ảnh bị cái bệnh cãi ngang. Ừ. Cho nên là mỗi khi mà hai đứa mà đụng nhau á là cãi. Ừ. Không lại là đòi chia tay. Ừ. Em có ừ không? Dạ có, mỗi lần chia tay là ừ. Rồi dạ. Xong có chia không? Dạ chia. Chia thì sáng cãi nhau thì tối lết qua nhà em xin lỗi. Mà cực khổ. Dạ em trời. Em dễ tính lắm, em dễ tính lắm, ai muốn chia em chia. Tự đòi chia tay. Dạ xong em ừ. Rồi ổng là cái người đi dạ, năn nỉ dạ, quay lại dạ. Có không vợ? Dạ không phải lỗi của em đâu anh, đó là lỗi tụi ông trời á. Tại vì vợ em á thì bình thường là ít nói
Nhưng mà khi đã giận rồi thì có đúng có sai gì thì cũng phải là vợ em đúng là một. Thứ hai nữa là vợ sẽ không nói chuyện. Mà em thì em muốn là cái gì nó cũng phải rõ ràng. Thí dụ như em sai thì em sẽ nhận lỗi rồi xong em mới xin lỗi được. Nhưng mà ít nhất cũng phải cho em biết là em sai. Mà vợ em này không nói thì em bực. Em bực thì em đòi chia tay. Chia tay xong rồi sáng chia tay thì chịu em nguội rồi. Thì nước cũng... em cảm thấy nó trống trải lắm anh. Em cảm thấy nó trống trải lắm cho nên là em mới đi năn nỉ. Mà vợ em thì thích được năn nỉ. Thích được năn nỉ, có khi nào mà em năn nỉ đến cái mức mà em phát khóc lên không? Dạ có. Có khóc một lần rồi. Mà. Ủa khóc nhiều lần hay một lần? Dạ đúng một lần duy nhất. Thì cái lần đó là chia tay lâu nhất luôn á. Bao nhiêu lần? Dạ 5 ngày. Em có nhớ cái trận đó là trận gì không? Mình đang lên TV. Hả? Cái gì? Mình đang lên TV. Không sao. Nó sao không đâu. Kể đi nha. Dạ ảnh thì cái tật là mỗi lần mà cãi nhau là ảnh có thể gom tất cả những cái gì, chuyện gì mà không liên quan lại ra cho nó liên quan. Rồi xong rồi em là em đã không muốn nói tới rồi. Mà còn cứ nhai bên lỗ tai em. Thế là em điên quá. Lần đó em là người chủ động kêu chia tay. Dạ. Thì lúc đó là ảnh chia tay. Chia tay. Dạ. Tới cái ngày thứ tư bà đặt nhắn tin. Mà nhắn tin lộn qua điện thoại mình. Dạ. Rồi cái em cũng không nhắn tin lại. Qua tới cái sáng ngày thứ năm thì mới bắt đầu lết vào bên nhà em. Lết bên nhà. Năn nỉ xin lỗi các kiểu. Nhưng mà lần đó em rất là cương quyết. Em không có muốn quen nữa. Tại vì em rất là mệt. Hai năm đó mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay. Mỗi lần cãi nhau là đòi chia tay. Cho nên khi đó em không định quen nữa. Em rất là mệt mỏi. Thì lần đó ảnh năn nỉ lâu lắm. Ảnh khóc nữa. Em để ảnh khóc cho đã một hồi. Mà có vừa khóc vừa nói không cưng? Đó là bụi bay vào mắt em thôi. Chừng không hình dung được lúc mà em vừa nói mà nước mắt em vừa rơi. Em nói gì sao? Em nói gì? Lúc đó chuyện nó lâu quá em quên rồi. Ví dụ đi, ví dụ sao? Không, làm sao mà quên được. Em sao vậy? Không bao giờ quên. Không, nhưng mà ở đây không có nhớ đâu. Dạ, đúng rồi, anh Thuận hiểu dạ, ý không em. Dám nhớ. Không, em không nhớ nhưng mà vợ nhớ. Chị không tưởng tượng được luôn á. Dạ. Dạ không, thì lúc đó tại vì tính em cũng khá là nóng. Xong rồi cái mấy ngày sau đó thì em thấy là những cái chuyện đó nó cũng không có gì hết. Em cũng sai cho nên là em xin lỗi. Thì tại vì lúc đó cảm xúc nó cũng đang dâng cao cho nên là em khóc. Thôi nói luôn đi. Em nói luôn đi, em không có được dừng lại. Lúc là em khóc. Dạ thì lúc đó là em có khóc. Dạ rồi thôi. Khóc tu tu hay là khóc thầm hay là khóc lã chả? Theo kiểu lã chả tu tu. Lúc đó khóc giống mình Thuận khóc như vậy thì... Khóc vậy là phô lắm nè. Khóc mà khóc tiền vậy là khóc. Nhưng mà giờ anh chịu. Giờ anh chịu là được rồi. Khóc tu tu hả? Dạ khóc mà gần như là nấc lên luôn á. Trời ơi thiệt luôn á hả? Dạ lúc đó em khóc xem bị khô tiếng lệ luôn mà. Khô tiếng lệ luôn. Trời ơi dễ thương vậy. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ một năm rưỡi rồi. Trời, từ một năm rưỡi trở lại đây thì là anh ấy có khóc không? Dạ không anh. Bây giờ về rồi ngoài cái nói nhiều ra còn tính xấu gì nữa không? Lúc mà quen á thì tâm lý, ga lăng, biết chiều chuộng. Tới khi về thì phát hiện ra là mê ngủ, mê game. Thì mấy cái đó thì hồi xưa mình chưa có ở chung nhà với nhau thì mình không có biết được. Tới khi mà về rồi á thì mới phát hiện ra mê như ngủ vậy. Nè, mê game mê nè ngủ. Còn nói nhiều không? Dạ, nhà có ảnh thì vui lắm. Hôm nào mà không có ảnh thì buồn dữ lắm. Mẹ em rất là thương. Dạ. Bữa nào mà ảnh mà không nói chuyện là mẹ em tưởng đâu là ảnh sợ là bệnh đó. Bệnh. Dạ. Còn em vợ. Tật xấu của vợ em thì lúc chưa cưới là rất là bướng, cho tới bây giờ cũng vậy. Không có lần giận cái là quay vô tường, không cho đụng chạm gì hết trơn. Mỗi lần kêu em nói nghe nè, không cứ vậy hoài em bực bội. Rồi vợ em thì coi phim Hàn Quốc, mấy cái phim ngôn tình đó chị, thì thích lãng mạn. Mà tới lúc em lãng mạn thì không chịu. Có lần em tặng hoa cho vợ, tại vì lúc em có làm một cái chuyện gì đó em cũng nhớ nhưng mà nó cũng hơi sai. Thì em tặng hoa để em xin lỗi vợ em, nói là món anh tặng em tặng gì mà ăn được hay xài được, cứ tặng hoa nó phí chung vài bữa nó cũng hư. Để đó là bó hoa đầu tiên và là cuối cùng. Trời ơi, tâm lý của tất cả các bà vợ để dạ, vậy. Tại vì tính em không có thích hoa hòe. Tặng cái gì mà ăn được, xài được, nó tặng tiền, tặng vàng cũng được. Vợ em có phải là người phụ nữ ghen? Dạ cũng có anh. Hồi đó em có một người bạn cũng thân, bạn nữ, thì chơi tới nay cũng phải gần 20 năm rồi. Thì vợ em ghen với bạn thân của em. Không có ai để ghen chứ, để tôi ghen đại đi cho nó có vị đúng không? Dạ chắc vậy. Tại vì á chị bạn thân của ảnh á, hồi xưa học cấp 2 là ảnh yêu người ta. Rồi ảnh cưa cẩm người ta mà ảnh cưa mấy năm không đổ. Thế là quay qua là bạn, thì bạn thân rất là thân cho tới bây giờ luôn. Mọi thứ cái ảnh đều có thể kể tất tần tật hết. Mà có chuyện gì xích mích với em cũng đi kể cho người ta nghe.
cho nên là em không hài lòng. Em nghĩ là ủa sao thân cái kiểu gì kỳ cục vậy, hay là tại vì hồi xưa yêu không được rồi bây giờ bà đặt chuyển qua làm bạn thân đồ các thể loại. Em không thích như vậy. Thì khi mà yêu mình rồi cưới mình về thì bất cứ chuyện gì em cũng có thể kể với ảnh nghe được, em cũng có thể chia sẻ với ảnh được. Thì em nghĩ là ảnh thì cũng có một mình vợ ảnh để anh chia sẻ thôi, còn cái này ảnh vừa ngoài vợ ra ảnh còn có bạn để anh chia nữa. Em rất là kỵ với cái chuyện đó. Sao em có thanh minh gì không? Thì chỉ là kể thôi mà đâu có sao đâu. Em nghĩ vậy tại vì bạn em với em thì giống như là anh em với nhau vậy, tại vì em cảm thấy nó thân như ruột thịt rồi. Từ nhỏ tụi em đã chia sẻ với nhau nhiều thứ. Em lúc em cũng không nghĩ tới chuyện là nếu mình kể cho bạn mình nghe thì vợ mình sẽ giận, tại vì hai đứa đều là con gái hết. Rồi vợ em cũng hay hỏi hồi đó hai người thân với nhau như vậy là làm gì, đi đâu chơi, làm gì? Rồi đi lúc có nắm tay nắm chân gì không, cái giận chơi vậy đó. Nó như kể ra xong rồi là giận. Dạ kể xong rồi lấy những cái chuyện đó là giận, mặc dù chuyện nó xảy ra từ hồi năm 1800 hồi đó rồi. Ủa em sao bữa nào em không hỏi luôn là ủa chị tại sao hồi đó chị không chịu chồng em, coi chị trả lời sao? Em không có hỏi tại vì không có qua lại nhiều, chỉ không là biết nhau bây giờ thôi. Cái chuyện nó đơn giản lắm, bây giờ em hóa giải đi thì nó khác thôi, vấn đề gì đâu. Bạn của chồng cũng là bạn của mình, nếu như thực sự người đó là bạn, đúng không nào? Em công nhận không? Tại sao em tự tách ra vậy cho nó mệt vậy? Anh mời về nhà đi, rồi hai chị em thân thiết hỏi ủa chị sao đó chị không thích chồng em vậy, đúng không? Rồi tí dụ như bây giờ chị có người yêu mà chị cũng thân với chồng em y chang vậy, chị nghĩ người yêu của chị chịu không? Em hỏi đi, em thử đi coi chị trả lời sao. Dạ không, thì nói chung là chị bạn của chồng em á, chị cũng rất là tâm lý. Thêm một phần nữa, ông này ông học lại á là vợ tao không thích mày. Cho nên là từ sau đó là chị cũng hạn chế. Bạn khéo quá à, thiệt á, bạn xử lý khéo quá à. Chứ tình huống thực sự nè, đúng là nó không có gì mà làm thành có gì luôn. Anh chặn hết mọi đường. Rồi đâm ra là chị kia chị cũng ngại với em nữa. Nhưng mà bây giờ còn khó chịu về chuyện đó không? Dạ, nói thiệt lòng đối đi. Với em là bây giờ là bình thường. Tại vì một phần chắc cũng cho chồng em á. Bây giờ em mong muốn chồng thay đổi điều gì? Bớt mê ngủ với lại bớt mê game lại thôi. Chị thấy cái mê game á thì bớt lại là được rồi, nhưng mà cái mê ngủ á, trời ơi, ngủ được ăn được là tiên đó em. Một lúc nào đó ngủ không được á, em mệt nữa. Trời, chị không biết tại vì ảnh đàn ông con trai mà cái sức bền không có. Cứ phải ngủ cho đủ 10 tiếng một ngày mà ảnh ngủ không đủ giấc cái đâm ra ảnh rất là dễ nổi nóng. Ảnh hay quạo sản lắm. Thì bởi vậy cho nên chị nói giờ em dành hết cái thời gian chơi game á để dồn cho ngủ đi. Đừng có chơi game nữa. Bỏ hẳn game đi. Lúc đó em ngủ không được nên em mới chơi game. Thôi đừng có vớ vẩn, coi như không hiểu được gì trong con vậy đó. Tạo đúng kết nối cha con đi. Em có ý kiến, tại lúc đó con em nó ngủ rồi. Con em ngủ thì kết nối với vợ. Dạ, vợ ngủ luôn rồi chị. Vợ ngủ luôn thì mình phải ngủ. Em lúc đó em chưa có buồn ngủ. Chưa buồn ngủ. Thôi giờ mới coi lại thôi. Thôi giờ em mong muốn vợ thay đổi đi gì? Bớt bướng lại, với lại bớt tự ti một chút. Tại vì vợ em cũng đôi khi tủi thân về cái bản thân mình. Thì em nghĩ là những cái chuyện đó là nó không có đúng lắm. Tại vì trong cái suy nghĩ của em thì vợ em lúc nào cũng là nhất hết. Mà vợ em hay hỏi em là anh thấy em có đẹp không? Anh thấy lúc mà sau khi sinh con rồi em có dễ thương như hồi trước nữa không? Thì nếu như em nói là vợ em vẫn đẹp, vẫn xinh trong mắt em, vợ em không tin. Mà mặc dù đó là nói thật, còn em mà lỡ miệng nói em xấu quắc cái là giờ em tin liền. Buồn. Thì nếu mà được thì sửa lại, tại vì thật ra trong mắt em thì giờ em lúc nào cũng là số một hết. Chị thấy vậy nè, chồng em nói đúng đó, cái nét đẹp bây giờ nó không có cái chuẩn mực nào hết á em. Em phải bỏ ngay cái tư tưởng mà tự ti về bản thân. Đó chị nói thiệt. Đó mà chồng em có cái mong muốn đó là rất là đúng luôn. Đó còn chồng á thì đó, vợ đã nói là cái thể chất kém rồi là phải coi chừng đó. Tập luyện vô. Đừng có mà ý nó là không ngủ được rồi chơi game. Đó, nói vậy. Nói ít là hiểu nhiều đó. Thôi giờ về. Về bây giờ rèn luyện lại và thay đổi lại chút xíu. Nghe không? Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Cảm rồi, chúc mừng đứa hạnh phúc. Dạ. Em song sinh hay gì? Giống giống nha chị ha. Mà để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. À, khoan khoan, mình nói lớn lên nha. Kim Anh vẫn ấy á, vẫn bị nhỏ quá đó. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ, rồi là còn chọc hai người này nữa. Chọc hai người này hai anh em đó. Rồi, hai, lớn lại nè. Ba. Dạ con chào em chào, chào hai, chị. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xưng em mà xưng con hoài. Chị mà xưng con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Rồi, xoay người qua xíu nào. Rồi.
Dạ. Rồi, hai ba, dạ. Bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ừ. Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À, bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi, nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, ở đâu? Dạ, không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Ở vậy nghe thùy mị, nhẹ nhàng. Thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó, mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh, người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bán râu. Em ở Biên Hòa, Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Dạ. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Dạ, Ủa, cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy á. Có không? Dạ, đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ, có. Có luôn. Dạ, ủa, dạ. Là em bán cái Amity á hả? À, nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ, không, hiệu Minh Râu luôn. À, người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Tí em tặng cho chị ông Vân nữa thôi, là muốn cái thùng về xài thử. Cảm ơn mình đâu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ. Đối thủ mình lên. Nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Đâu, nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà đó. Ít bán ít nạ thôi. Dạ. Yeah. Mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm. Còn không tốt thì mình phải coi lại. À, tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật. Nó rất chân thật, nó rất đời thường. À, không giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền. Mua thì mua nghe. Ai mua thì bán, ai trả tiền thì ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh đâu? Tự nhiên mà kêu em không, gần đây á, gần đây á Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự can tự đến tiền á. Dán cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nhẹ rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sai nó nhậu sẽ sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì cho người ta mà đâm ra bán chạy mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm. Không có lấy tiền nữa. Dạ, ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống. Kéo cái này. Rồi. Ok, rồi. Bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. À, không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Lâu chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn ra nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Rồi dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chỉ ăn ở nhà, làm theo trong nhà đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Ồ, xấu lắm. Ổng thì tóc có tóc không? Có tóc có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không phải hôm nay có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt lại sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ổng xin luôn. Cho miếng ăn vậy, ngồi ăn tỉnh bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Đúng rồi, bánh ống á. À, cái bánh đó chị là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Cái đó dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mất mệt á. Rồi ông ăn lúc... ông ngon, em ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng á, quen.
rồi xin cái bánh nữa đúng không? Xin bánh là xin bánh rồi em ruột rồi giờ à, ừ. Nó ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, em xin nhiều em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là bảo là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tin chỉ là đi với ông anh họ đó. Đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy rồi, nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, ở kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh đó, mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau, ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu, mình thở là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ ngày nào cũng đen. Ngày nào cũng đen lên hết. Vậy đó hả? Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Đúng không? Tức là lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng ngày đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông là ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến nhưng mà ổng nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hai tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè, nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Nó là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi khi mang có nhà hai bác. Nó đang được chán sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc nó lên. Vậy hả? Thì ở đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên hồi biết là hồi trẻ trẻ gọi là chủ nhi ấy, mình cũng nghịch á, thích thể hiện dạ đúng kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy và thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á, là cấm đâu cho quen, cũng đúng thôi đúng dạ, không đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm, rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài ý muốn xong đâu, dẫn nó đi bụi đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng chờ được tháng không ta? Không, được mấy tuần nè. Mấy tuần nó đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài ý muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cái xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái từ là con đi chơi bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi về, ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bảo sợ quá, mới sợ bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông phải thôi vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu ơi, chị Hồng ơi, nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ ơi, là ra sự cố mẹ muốn là cái đó đó hả? Trời, tôi tưởng nó cái vụ kia. Rồi xong rồi bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đó. Đấy, xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng giờ rồi. Gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má. Ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ.
có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là thay theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đạo á mà đã trốn đi nhà thờ á là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với mình kiểu vậy đó. Thế là đến tay bé thì sợ quá bé bỏ đi luôn, mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, hai đúng đứa không? Chắc là được được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi neo lên xe đi, ông nào cũng đâu có thằng bạn nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở. Ở trong ao cá hả? Ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu đó, vô đêm đầu tiên chắc trước đó không là trong nhà xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong mấy là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài sao? Rồi hẹn hò cà phê thì sao đó đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè nữa, thì ghé với thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau đúng không? Chưa, chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bán thịt heo trước, bán thịt heo bể lợn Bình Dương, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn ha. Đó là năm chính mày ta ở 2008 2008 là chín nhiều luôn. Sau đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Trời mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm mấy xã bên đến bảy đông lắm. Rồi em sao? Sao? Thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ ta địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Thế đầu đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bảo con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu mình không nghe đâu, hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mật tí xíu đó bên kia tự động ra. À, có nghĩa là em dẹp lọng bằng cách đó. Đúng. Dẹp lọng đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Đúng rồi. Nó thì đâu cứ cầm theo gì là thì đấy, cái hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra. Nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay tụi đó là đó. Chứ không phải gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn. Không, không em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á. Không mua lấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi luôn. Không tặng. Không rồi. Hôm đấy thằng quên tên à. Thằng gì đó. Đó. Ừ. Thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu đọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia ông tức quá. Có giằn mặt không? Dạ. Có giằn mặt em không? Tớt thôi. Nhưng không làm được gì. Tớt không làm được gì. Tay anh có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn nó tớt. Bông mày xấu quá vứt đi. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê bụi chuối này nọ rồi. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè. Có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu lúc mới đầu sanh á là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé xong rồi bán cho tiền bé đi hết vô nhận cưới. Chưa nhận cưới chưa. Xong rồi bí quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ ở dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về và bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả hay sao? Đi làm, có đi làm.
đi làm chương trình gì đó, nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau rồi, đến như bị được mấy tháng à, mình anh bị người ta tai nạn chết. Đúng rồi, được khoảng mấy tháng á, đây đang ở trong 4-5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, ông bị đề nó tông người ta, tai nạn giao thông ta, lại bị tai nạn nữa, tai nạn giao thông người ta chết. Là mình bị tai nạn giao thông? Dạ. Ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, người ta tông rồi mất. Còn sống thì mình phục phần lại cho người ta. Rồi người ta nhà người ta cũng đàng hoàng lắm, cũng không kiểu như là bác nọ bác kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không, không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi, và thậm chí là ly thân, đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào mình? Thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạc chơi bời thứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Dạ, đúng rồi. Làm bao nhiêu là bao nhiêu tiền là em đổi vô. Nó được 10 đồng đi ăn chơi hết à. Nhiều lúc anh vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy lúc đó thì em làm cái gì? Lúc đấy ôm con không, chưa làm gì đâu, thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Giờ là bao không có nên là không có nên là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm. Trường Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bè thịt lợ bên Bình Dương là bè buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có bữa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa, ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay, 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? một cái sự cố hay một cái lý do gì mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à, và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Ngoài suy nghĩ lại thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế là em thu nhập tiếp người uy tín, các bạn là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà tao làm ăn được trả, bây giờ đòi tao bỏ đi chứ không có cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình muốn bán rau ở đấy ngày em kiếm được mấy triệu em nha, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dần. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm sau em. Tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn lại nào mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm nữa rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây khoảng 10 năm rồi, từ cái hôm trận thương bạc em thay đổi á. 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ bạn là cho em cho rau đấy dân ở đấy là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ, ngày là tuần nào như đều là em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha. Dạ. Anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn. Dạ. Em đang mắc nợ. Dạ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời? Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Dạ. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác được em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thì thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 triệu thì ấy. Còn nếu ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mà khi mình đi ăn chơi thì kia tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 triệu thì á. Rồi bắt đầu quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chứ không được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền ăn chơi nó gấp 3 nhiêu lần. Đúng rồi, người ta đi tiếp được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình, hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà
tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Còn mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-5 là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ nó không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dành thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ, thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không, em cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau anh Triệu Bình em có thể biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho trong mấy tạ. Mua là khuân lên khuân xuống mà vất vả rồi, được bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng đó. Cắm đầu vào làm để quên đi về Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà nhà hết sữa cho con này cái đó, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn tiền ngoài. Thì sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10 năm 12 năm làm được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng là cho rau á với lại là cái việc mà kinh doanh rau á là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, lâu lâu cũng mua rau cho mấy thằng sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì đấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ đúng mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à. Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau này là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau lòng vòng xấu. Cái bán rau mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Vốn ít. Dạ, phải chiên. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 7:30-8 giờ rồi em ra bán 20-30 ngàn em bán dễ. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Đấy, chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó không ăn thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyện của chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Em danh chuôn lắm. Nhưng mà bây giờ thì thôi giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng đi rồi, chị mới nói chuyện của chương 2 đó. Chương 2. Hai vợ chồng có xe bờ ông Son nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ đó. Thôi giờ em đó. Chồng ấy đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tạo quy chánh rồi. Đó, bây giờ vậy. Nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Cần em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này cháu thay đổi ra không còn không, gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng ấy, nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như làm tổng nhắn cộc càn, không được dạng như là không được mềm nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bấm lại luôn. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Mười mấy năm thì có 1-2 lần à. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén, nó cho cái lồi vào đầu rồi sao dám. Mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái lồi. Ủa rồi ôi, thế rồi gặp đúng rồi là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ rồi. Đấy, bí đỏ. Không lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó không biết nó quá sự thật. Mà nghe hè nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế quên. Bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán à, tán như thường, nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư, tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn để yên được á. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Thế em đừng có biện hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh?
không biết nó hên xui. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó tặng một bó đúng không? Chết dở. Gặp mấy em đẹp đẹp khỏi lấy tiền. Đẹp, khỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Ừ. Sao em nhìn ngon với. Úi giời ơi, em là ngon luôn ý. Úi giời, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Con không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Ghen, có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi con. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nữa tới thì cứ mỗi thằng một em. Như là có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Ờ. Là vợ gọi không thèm bắp máy, vợ tức quá vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn thấy. Thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông không ông coi như lặng thinh luôn á. Nặng ơi, đứng hình đứng hình làm gì? Trời ơi. Tức em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô giờ làm cái tan và choáng váng luôn, cầm cái ly bia nè. Là em đứng hình đó đúng không? Tao uống hết ly bia cho nó đỡ quê, đỡ quê. Đáng nhục. Lính giỏi chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Ừ, bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ổng xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Thì ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tập vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí, gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên á, tự nhiên ngày nào đó mà nhìn Minh á, Minh suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, Minh làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả, nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi cho bà. Ê. Gọi là bà kiểm định trước á. Ê, em mình biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó mình, là chị nói là thiệt. Ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha, làm gương mặt đại diện luôn. Cái vỏ rau củ mà tặng ô hot đó nghe. Lúc trước con lấy cái bông lờ với này, lấy ớt với này, ớt này kia cắm tặng, mà tặng cho gái bùa rau chứ chưa tặng cái gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng bằng đầu tiên thiệt mà. Theo biết đâu là hot trend là sao, gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ, các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp phải không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày, ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Dạ. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy. Mỗi mình ngày một loại đó Minh. Không cần thêm nữa đó. cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn nha. Rồi. Bây giờ tới Minh đó. Sao? Em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi chứ tật xấu của nó thôi. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen, bà vợ mày hiền vậy, mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau rồi mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Xăm bí đỏ của tôi sao mấy bà biết đúng được rồi. Đúng không? Ông vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì lâu lâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng có, cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý coi như nữa. Một phát mà coi như thế mà mình chối. Nghe cái chát mà rồi nín ép âm thanh phòng luôn. Một phát thằng tay lúc luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy hôm sau em lấy tiền bo sao. Ừ để sao được. Em đi nghe em về đi, hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ. Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì?
Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai lầm hay là nỡ là kia, ăn nó nóng thì nhận đi, lúc ăn hết nóng này nói này cũng được. Chứ đừng trước mặt em Úc mọi người nói là kia nó hay. À đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng, đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó rất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy, thì Hoàng Văn mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi hát karaoke xả chét ấy. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện, còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình. Có người này người kia mới vui, còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ và mấy thằng phô bài kia đi nó tầm tầm. Hồi xưa là chưa thay đổi là mới được không đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lần. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì đấy. 8 đến 10 năm rồi. Bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh ấy lại xuống được, tóc được nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo rồi. Thôi, râu không có xuống tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi, đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Dạ. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi lần. Là tu hành đấy, có nghĩa là ảnh tu luôn đó. Mà chị thấy lâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Dạ, Minh phải để hàm râu thì mới đẹp. Nghe, phải để hàm râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi á là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa xả, giặt xả Minh Râu rồi. Bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer á, quà gip, tặng á. Gip, ví dụ vậy, gip đúng không? Gip Minh Râu. Ừ. Rồi á là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó điều mình... đó chị thấy quá hay luôn á. Thì vậy là trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái sức khỏe thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm ra. Vẫn dính tiền bán rau, vẫn dính ra. Đó, vẫn dính ra chết kỹ ra cho mình. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được ba đứa. Ba đứa rồi, thôi thấy đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau, đi chơi, đi hưởng thụ. Đó, rồi làm công việc thiện đó xong rồi kêu các con nó phụ mình á để cho nó thiện lành từ lúc trẻ đúng luôn rồi, ha chị. Đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy con thấy em thấy như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này cũng đi thấy nghe con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại rồi mình mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á xong rồi thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi. Con mua hành quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Không, thật ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật ra như thế này chưa lãng mạn đúng không? Chúc mừng em vì có được một người chồng đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc á. Thay đổi. Và ngày hôm nay là mỗi người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi trong nhà thôi thì bớt nóng đi nhá, thôi thì thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nó ngọt ngào ngọt ngào với vợ đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở bạn ở đây. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó. Khi nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh nó thể hiện tình cảm rồi. Rồi đứng lên đi. Đứng lên. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Phải nói trong vòng 2 phút. Chắc cũng chưa từ từ rồi. Cũng 17 năm nay, 16 17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Rồi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay vợ chồng mình và chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi tí xíu. Để nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì với chồng không? Vợ bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con.
cùng có cái hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia nữa. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, nói chung là biết lo cho vợ con lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Đâu mình nói đi vợ yêu chồng. Trời ơi, tụi nó không có hôn môi tao, tao ghét quá, dễ thương quá, lột giày quách nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái sự, với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa. Để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha.